Xin chào thầy cô, xin chào các bạn. Và ở đây tôi có một file Excel và tôi muốn muốn thực hiện in cái bảng tính này ra. Thì phần lớn khi thực hiện in bảng tính thì các thầy cô thường hay mắc phải cái lỗi là cái trang tính khi in thì các cột nó bị tràn ra và nó không vừa khít trên một trang A4 chẳng hạn như thế này. Chẳng hạn như thế này, ở đây tôi có khi thực hiện in á thì nó sẽ dư ra hai cột nằm sâm cái phần của trang khác. Mà ở đây tôi muốn á là in tất cả các cột nó nằm gọn trong trang A4. Chẳng hạn như trang tính bên này. Như các bạn thấy ở đây cột xã, thị trấn và ghi chú, nó tất cả các cột nó nằm gọn trong một trang A4. Các bạn có thể thấy nhiều thầy cô không biết cách điều chỉnh để cho các cột này, hoặc là các bạn không biết cách điều chỉnh để cho tất cả các cột này nằm gọn trong một trang A4. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thầy cô và các bạn thực hiện căn chỉnh để cho tất cả các cột này nằm trong gọn trong một trang A4. Thì để các trang này nằm gọn trong một trang A4 thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, các thầy cô xác định các cột cần in. Xác định các cột cần in, ví dụ ở đây là từ cột A đến cột K. Các thầy cô bôi đen cho tôi. Sau đó các thầy cô vào menu có tên là Pay Layout. Sau đó thầy cô chọn cho tôi nút lệnh có tên là Pin E. Các thầy cô bấm vào thì ở đây nó sẽ có hai nút lệnh và các thầy cô chọn là Set Pin E. Với lệnh này là giúp các thầy cô xác định cái vùng in là cho chúng ta là nó sẽ trải dài từ cột A đến cột K. Tuy nhiên với bước này thì các thầy cô mới xác định được vùng in thôi, chứ các thầy cô chưa có thể dồn tất cả các cột vào một trang A4 được. Thì để dồn tất cả các cột này vào một trang A4 thì các thầy cô vào biểu tượng pin preview. Đây có cái biểu tượng là cái kính lúp đè lên tờ giấy, các thầy cô nháy chuột vào đây thì là sau đó nếu mà nó không hiển thị ra trang in á, thì các thầy cô bấm vào show print preview thì nó ra cái trang như thế này. Và các thầy cô có thể thực hiện cách khác bằng cách vào file hoặc là vào print, nó cũng ra cái trang như thế. Và các thầy cô bấm show print thì nó ra cái trang cho ta điều chỉnh. Vậy đến bước này các thầy cô muốn dồn tất cả các cột nằm gọn trong cái trang A4 như thế này thì các thầy cô vào chỗ cái ô cuối cùng. Ở đây có rất có nhiều ô và các thầy cô chọn ô cuối cùng, nó có tên là No Scaling. Thì các thầy cô chọn vào cái lệnh là Fit a column on one page, tức là tất cả các cột, định dạng tất cả các cột nằm gọn trên một trang. Các thầy cô có thể thấy ở đây tất cả các cột đã nằm gọn trên một trang.
và các thầy cô tiếp tục quan sát. Các thầy cô tiếp tục quan sát ở đây cái trang tính tôi đã điều chỉnh. Ở đây nó sẽ có hai trang. Ở đây nó sẽ có hai trang. Các thầy cô thấy là ở trang thứ hai thì nó sẽ không giữ lại cái tiêu đề cột này. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô các bạn điều chỉnh làm sao để nó giữ lại cái tiêu tiêu đề cột này. Khi in ra thì này trang thứ hai mà người đọc á, theo dõi người ta dễ dàng theo dõi. Thì để lặp lại tiêu đề cột cho tất cả các trang thì các thầy cô vẫn vào page layout, vào menu page layout, sau đó các thầy cô nhấn vào nút lệnh là print title ở đây. Và sau đó các thầy cô chọn đến chỗ row to repeat at top, tức là lặp lại cái dòng tiêu đề. Row to repeat at top ở đây. Các thầy cô bấm vào cái mũi tên ở đây. Và sau đó thầy cô chọn cái dòng tiêu đề, bấm chuột chọn cái dòng tiêu đề mà các thầy cô muốn là lặp lại. Và sau đó các thầy cô bấm lại vào cái mũi tên này. Và sau đó các thầy cô bấm OK. Thì khi đó tiêu đề của thầy cô, các thầy cô đã được lặp lại. Giờ các thầy cô bấm vào biểu tượng Print Preview để xem. Đó là biểu tượng cái kính lúp ở góc trên bên trái ở đây. Bấm Show Print Preview. Và tôi sẽ bấm trang thứ hai. Và các thầy cô có thể thấy là phần tiêu đề đã được lặp lại. Và các thầy cô bây giờ có thể in trang tính ra một cách đẹp mắt, dễ nhìn. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong quý thầy cô cách để điều chỉnh để tất cả các cột trên một bảng tính nó nằm gọn trong một trang A4. Chúc quý thầy cô thực hiện thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp.